toàn cầu tiến vào thời đại băng hà, hàng băng mạc thế tiến đến, tinh cầu 95% nhân loại toàn bộ mất mạng. Trương thần thức tỉnh khu thương mại vô hạn. Ông đã xây dựng một ngôi nhà siêu an toàn có thể so sánh với pháo đài dung. Khi tất cả mọi người đông lạnh thành, núp ở trong chăn, vì một miếng ăn có thể bỏ qua hết thảy lúc, mà trương thần lại lấy tôm hùm, trứng cá muối, bữa tiệc lớn nhất cùng trâu làm ra, ngồi trước lò sưởi và quay video trà xanh cầu xin. Trương thần, chỉ cần anh cho tôi vào nhà anh, anh muốn tôi làm gì cũng được. Phú nhị đại quỳ xuống đất. Trương thần, ta nguyện ý dùng tất cả tiền của ta, đổi lấy một bữa cơm nhà các ngươi. Hàng xóm cầm thú CPU. Trương thần, anh nên chia sẻ vật tư với chúng tôi, không nên ích kỷ như vậy. Hắc đạo đại ca trích gao. Ngươi mau mở cửa ra cho ta. Đại mật mật tôi không có kỹ năng gì, tôi chủ động được không? Nhìn những này kiếp trước phản bội qua mọi người của mình, trương thần nằm ở trong phòng an toàn, thư thư phục phục trải qua thế ngoại đào nguyên cuộc sống bình thường. Trương thần Các ngươi có chết hay không thì liên quan gì đến ta? Đồ của ta uy cũng không cho các ngươi. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1, ta trùng sinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiếc giang, hoành điếm, trương thần đang chịu đựng đau đớn kịch liệt. Lúc này hắn đang bị các hàng xóm đã từng tín nhiệm cùng trợ giúp phân cách. Hắn nhìn thấy nữ thần tần cầm mình từng ngưỡng mộ đang đứng trong đám người, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Lớn tiếng hô, nếu không là ta, các ngươi căn bản giết không được hắn, các ngươi muốn cho ta lưu một khối thịt ăn. Chính là nữ nhân này lừa gạt, liên hợp hàng xóm hại chết mình. Trương Thần trừng mắt nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng cùng hối hận. Rất nhanh trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, Trương Thần thở hổn hển. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải bị giết chết sao? Nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy, Trương Thần buồn bực vô cùng. Hoàn cảnh ấm áp làm cho mình cảm thấy phi thường kinh ngạc, sau đó, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Thời gian trên hiển thị ngày 25 tháng 8 năm 2030, chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỷ băng hà toàn cầu. Thì ra ta là xuyên qua. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2030, bầu khí quyển đột nhiên xuất hiện một số vết nứt không gian khổng lồ, nhiệt độ lạnh lẽo phát ra từ vết nứt khiến nhiệt độ sao xanh giảm mạnh. Trương thần sinh hoạt ở chiếc giang vào tháng 9 cư nhiên bắt đầu rơi xuống tuyết lớn lông ngỗng, nhiệt độ thấp nhất đạt tới âm 80 độ, phương bắc lạnh nhất thậm chí đạt tới âm 120 độ. Toàn bộ trái đất bị chôn vùi bởi băng và tuyết, tất cả các loại sinh vật bị tuyệt chủng, tất cả các nước trên thế giới đều như vậy, không ai nhận ra rằng ngày tận thế đến nhanh như vậy, cho nên căn bản không có chuẩn bị tích trữ vật tư, dẫn đến tận thế gián lâm sau một tháng, bởi vì lạnh lẽo, đói khát, bạo loạn nguyên nhân, nhân loại tử vong cao tới 90%. Thậm chí khắp nơi đều có hiện tượng người ăn thịt người, lại xuất hiện thảm trạng hai chân dê trong lịch sử. Mà căn nhà này là nhà trước khi mình tổng quân, sau khi cha mẹ qua đời, căn nhà liền để lại cho mình. Tham gia quân ngũ 3 năm, bởi vì thành tích xuất sắc, trúng cử bộ đội đặc chủng nanh sói, từ đó về sau cũng không trở về. Mãi cho đến tận thế, khi mình tới nơi này tìm vật tư, phát hiện mình ở trong tiểu khu này còn có người sống sót, mà nữ thần trong lòng mình cư nhiên cũng còn sống, vì thế mình nhất thời mềm lòng, liền xảy ra thảm kịch phía trên cùng lúc đó trong mắt hắn cũng hiện lên một tia quan mang sắc bén đời này hắn phải sống thật tốt có ân báo ân có cựu báo thù sau khi tỉnh táo lại trương thần bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp ăn mặc ở đi giải trí tất cả vật tư sinh hoạt đều phải chuẩn bị đầy đủ nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền tham gia quân ngũ mấy năm nay tuy rằng tiết kiệm chút tiền nhưng là muốn ở tận thế thoải mái sống sót lại xa xa không đủ thứ duy nhất mình đáng giá chỉ có căn nhà này đây là lưu niệm duy nhất cha mẹ để lại cho mình trương thần không định bán đinh kiểm tra đo lường được ký chủ sắp đối mặt băng hạ thế kỷ đến tận thế hệ thống mở ra hệ thống đã đến trương thần mừng như điên bản hệ thống vì bảo hộ ký chủ tốt hơn sống sót mở ra thôi diễn công năng xét thấy trước mắt ký chủ số dư không đủ, hệ thống thương thành tạm thời không cách nào mở ra. Chức năng thôi diễn Hệ thống như là biết ý nghĩ trong đầu trương thần, chủ động giới thiệu. Suy diễn chức năng, có được suy diễn tương lai năng lực, hiện tại là sơ cấp trạng thái, suy diễn thời gian là 5 phút. Tức là, có thể dự đoán trong vòng 5 phút sắp xảy ra chuyện. Nghe đến đó, trương thần dây hiểu. Lại tiếp tục hỏi, Hệ thống thương thành khi nào thì mở cửa? Hệ thống thương thành cần 500 vạn hoa hạ tệ mới có thể đổi mở, sau khi mở ra, vật phẩm trong thương thành có thể sử dụng không hạn chế. Vậy trong trung tâm thương mại có cái gì? Trong trung tâm thương mại bao gồm tất cả các loại vật tư và hàng hóa trên tinh cầu. Tất cả các loại vật tư và hàng hóa. Trương thần nhất thời kích động nhảy dựng lên tại chỗ, như vậy chẳng phải là tùy thân mang theo một trung tâm thương mại sao? Cứ như vậy, không quan tâm tận thế hay là cái gì, cuộc sống của mình cũng có thể sống vui vẻ như thần tiên. Nhưng 5 triệu đô này nên làm gì? Mua sổ số? Không được. 5 phút thôi diễn thời gian không đủ, hơn nữa nghe nói hoa hạ sổ số, cho dù sống lại thêm xuyên qua, cũng mua không trúng. Trương thần không ngừng suy tư. Một lát sau, đưa ra một quyết định, cầm lấy giấy tờ, mặc áo khoác vào, đi thẳng đến sân bay. Một giờ sau, máy bay chậm rãi hạ cánh, trương thần đi tới một tòa đại sảnh xanh vàng rực rỡ. Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, âu phục dày da nam nhân, ăn mặc gợi cảm nữ nhân, không ngừng xuyên qua các cái bàn tròn chung quanh. Trương thần cầm trên người chỉ có 10.000 tệ gửi ngân hàng, đổi lấy một quả lợi thế. Chính xác. Trương thần đến sông bạc hoàng cung vĩnh lợi ở Úc, thời gian chỉ có 5 ngày, bản thân không còn cách nào khác. Cho nên chỉ có thể đi đánh cuộc, lấy nhỏ bác lớn. Trương thần chuẩn bị dùng một vạn khối này, nhanh chóng lên tới 500 vạn. Tuyệt đối sản văn, không thánh mẫu, không giống ngựa, nhìn tuyệt đối sản khoái, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2, Úc đảo kiếm tiền kế hoạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương thần không ngừng tìm kiếm trước các bạn. Cuối cùng, ngồi xuống trước một cái bàn lớn hình bán nguyệt, có thể bài trên bàn, có chip, vài ký tự Trung Quốc, mấu chốt là còn có một người chia bài gợi cảm, chia bài trực tuyến. Lớn, nhỏ, báo, đây là cách chơi nhiều nhất của các sòng bạc, đặt cược lớn nhỏ. Dựa theo mỹ nữ chia bài lắc xuất sắc, đến đoán lớn nhỏ, dựa theo điểm số, 1. 10 là nhỏ, đoán trúng một bồi thường 2, 11. 18 là lớn, đoán trúng cũng là một bồi thường 2, nếu như là ba cái sàn xuất hiện điểm số giống nhau, đó chính là báo tử, một bồi thường 18. Trên cái bàn này đã có năm, sáu người chơi, nhìn thấy trương thần ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền không hề để ý tới, chỉ chia bài mặt bikini gợi cảm, mỉm cười với trương thần. Các vị khách nhân xin chuẩn bị, bắt đầu ván tiếp theo. Theo lời nói vừa dứt, chia bài tiểu tỷ tỷ bắt đầu lay động chén. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, nhẹ nhàng lay động ba cái, ba, một tiếng, đem chén nặng nề đặt lên bàn đánh bạc. Bà. Mời các vị khách nhân đặt cược. Nghe được người chia bài lên tiếng, khách đánh bạc còn lại nhau nhau đặt cược, có đặt lớn, có đặt nhỏ, còn có một con báo. Trương thần thấy thế, cũng không nói lời nào, ở trong đầu mở ra hệ thống. Suy diễn chức năng mở ra. Một giây, hai giây, ba giây. Nương theo từng đợt ánh sáng vặn vẹo xuất hiện trong mắt trương thần, trong đầu bắt đầu xuất hiện hình ảnh người chia bài mở chung. 2, 3, 4, 9 Nhỏ Lập tức, hình ảnh biến mất, ngài có muốn đặt cược không, thưa ngài? Người chia bài tiểu tỷ tỷ cao mày, nhìn người trẻ tuổi đang ngẩn người trước mắt hỏi. Ta đặt cược nhỏ, một vạn nguyên toàn bộ hạ. Người chia bài không nói gì, sửng sốt nửa ngày đặt một vạn đồng, không biết còn tưởng rằng muốn đặt một trăm vạn. Rối rắm lâu như vậy đinh. Người chia bài vỗ cái chuông trong tay, dịu dàng nói. Mua định ly thủ. Lập tức mở chén sàn ra. Hai, ba, bốn, nhỏ. Thấy điểm số, khách mua nhỏ vui vẻ ra mặt, người chơi mua lớn lại tức giận bất bình, khách hàng mua báo lầm bầm một câu, mấy chục con không ra báo, còn tưởng rằng có thể ra báo, xem ra là không thể nào. Người chia bài tiểu tỷ tỷ đem lợi thế của những khách nhân còn lại không mua trúng, quét đến trước mặt mình. Sau đó căn cứ vào nguyên tắc một bồi thường hai, bồi thường cho mỗi một khách nhân đang đặt cược, đem lợi thế tương ứng giao cho người thắng. Một vạn biến hai vạn. Trương Thần nhẹ nhàng thở ra. Biện pháp này là khả thi. Trương Thần bình tĩnh đem hai viên 10.000 thẻ đánh bạc lấy lại. Chờ đợi trận đấu tiếp theo bắt đầu. Người chia bài tiểu tỷ tỷ cầm lấy chén, lần nữa bắt đầu lắc lư. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm nhẹ nhàng lay động ba cái, ba một tiếng, đem chén nặng nề đặt lên bàn đánh bạc. Bà. Mời các vị khách nhân đặt cược. Mấy vị khách lại đẩy ra lợi thế trước mặt mình, vừa rồi lái nhỏ, cái này đem ta áp lớn, liên tục lái nhỏ tỷ lệ không lớn. Sau khi đặt cược xong, mọi người lại nhìn về phía Trương Thần. Trương Thần lại lâm vào ngẩn người quỷ dị. Cũng giống như vừa rồi, hệ thống lại bắt đầu thôi diễn từng đợt ánh sáng vặn vẹo xuất hiện trong mắt trương thần. Trong đầu bắt đầu xuất hiện hình ảnh người chia bài mở chung. Ba, 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 con báo. Người chia bài tiểu tỷ tỷ lại im lặng. Người khách lạ này sao lúc nào cũng ngẩn người vậy? Bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi lại một lần, vị tiên sinh này. Xin hỏi ngài có đặt cược không? Nàng cũng không định hỏi nữa, chuẩn bị phong bàn mở chung sàn, ngay lúc này, Trương Thần mãnh liệt đẩy hai khối thẻ bài trước mặt tới khu vực báo tử, ta đặt báo tử. Người chia bài tiểu tỷ tỷ bối rối, người ngồi cùng bàn cũng bối rối, hay lắm. Tiểu tử ngươi lá gan rất béo a. À. Mới vừa ngồi xuống thanh thứ hai liền đè báo tử. Đinh. Mua chắc trời tây, chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch. Nói xong, chia bài tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng mở chén ra. Mấy người còn lại lập tức nhìn lại trên bệ sàn màu đen yên tĩnh nằm ba cái sàn, ba, ba, ba. Quả nhiên là báo tử. T. Mấy người còn lại vẻ mặt khó tin nhìn trương thần. Hắn. Hắn. Cư nhiên áp trúng. Tỷ lệ 1.18. Đậu má, tròn 18 lần A. Chúc mừng tiên sinh, vận may thật tốt. Báo tử mua trúng rồi. Người chia bài tiểu tỷ tỷ tươi cười, sau khi thu hồi lợi thế của những người khác, lại bồi thường cho Trương Thần. Hai cái thẻ đánh bạc, mỗi cái một vạn khối, bồi thường gấp 18 lần, tổng cộng 36 vạn. Một bồi thường 18, cộng thêm hai vạn phí tổn, hiện tại Trương Thần có 38 vạn tài chính. Người chia bài tiểu tỷ tỷ đem ba miếng 10 vạn nguyên cùng sáu miếng 10 vạn nguyên lợi thế Trương Thần thắng được đẩy tới trước mặt Trương Thần. Cảm ơn. Trương Thần mặt không chút thay đổi thầm nghĩ mau chóng bắt đầu ván tiếp theo. Sớm thôi, vòng thứ ba bắt đầu. Người chia bài tiểu tỷ tỷ cầm lấy chén, lần nữa bắt đầu lắc lư. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, nhẹ nhàng lay động ba cái, ba, một tiếng, đem chén nặng nề đặt lên bàn đánh bạc. Các vị khách nhân mời đặt cược. Lần này, sáu người còn lại trên bàn không có động tác, đều nghiêng đầu nhìn trương thần. Tự hồ muốn nhìn xem hắn muốn đặt cược như thế nào. Dù sao mọi người đều muốn thắng tiền, may mắn là thứ này, lúc nên tin vẫn phải tin. Tiểu tử, lần này ngươi muốn mua cái gì? Trương Thần liếc mắt nhìn đối phương một cái, cũng không trả lời. Tiên sinh, vòng này sắp đóng bàn, mời đặt cược. Người chia bài tiểu tỷ tỷ nhắc nhở. Một người có dáng vẻ ông chủ không suy nghĩ, một vạn khối, đặt lớn. Sau đó những người khác nhau nhau ném ra lợi thế của mình, có lớn, có nhỏ. Vị tiên sinh này, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Đếm ngược. 5, 4, 3, 2. Trương thần vẫn trầm mặt lập tức đẩy ra tất cả thẻ đánh bạc trước mặt, cộng thêm 2 vạn tiền vốn, tổng cộng 38 vạn. Toa cáp, ta vẫn là áp báo tử. Cái gì? Cái quái gì? Người này chỉ định là có tật xấu gì? Những người khác bối rối, ngay cả khán giả xung quanh cũng sợ ngay người lại áp báo tử. Người này là nhiều tiền đốt đi. Trong ánh mắt nhìn ngu ngốc của những người còn lại, đinh. Mua định ly thủ. Người chia bài tiểu tỷ tỷ vỗ nhẹ cái chuông trong tay, nhẹ nhàng mở chung sàn ra. Tuyệt đối sản văn, không thánh mẫu, không giống ngựa, nhìn tuyệt đối sản khoái, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3 Hệ thống thương thành mở ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 2, 2, 2, báo Phục Khách nhân bên cạnh uống nước phun ra một ngụm nước trà. Lại Lại là Con báo Mấy người còn lại trận mắt khá hốc mồm Ánh mắt nhìn trương thần tràn ngập không thể tưởng tượng nổi Tỷ lệ một lần báo tử đại khái là 2%, liên tục hai lần chính là 4 phần vạn A à đặt cược 10.000 lần để thắng 4 lần nhưng đó cũng là xác suất. Kết quả tiểu tử này liên tục áp trúng hai lần. Vận khí này quả thực quá tốt đi. Cái này một bàn khách nhân kinh hô, lập tức khiến cho chung quanh khách đánh bạc chú ý, đều vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Trương thần thầm tính sổ trong lòng. Tiên sinh, vận khí của ngài thật sự rất tốt a. À. Người chia bài gợi cảm không khỏi quyến rũ cười, khen trương thần một câu kế tiếp vẫn là quy trình này, ăn hết thẻ của người khác, sau đó bồi thường cho trương thần. Bồi thường gấp 18 lần, 380.000 lần 18, bằng 6 triệu 840.000, cộng thêm 380.000 tiền vốn, tổng kim ngạch. 7,220 000 Sau khi tính toán hoàn thành, tiểu tỷ tỷ chia bài đếm ra 7 miếng trăm vạn thẻ đánh bạc, 2 miếng 10 vạn thẻ đánh bạc, 2 miếng 1 vạn thẻ đánh bạc, một cổ não đẩy tới trước mặt trương thần. Cảm ơn thấy tài chính đã hoàn toàn đầy đủ, trương thần thở vào nhẹ nhõm, tâm tình cũng không khỏi tốt. Được rồi, không chơi nữa. Đúng rồi, ta hẳn là có thể đi ra cái cửa lớn này chứ. Trương thần nhìn tiểu tỷ tỷ tự tiếu phi tiếu hỏi. Đối phương sửng sốt. Lập tức phản ứng lại, vừa cười vừa nói. Tiên sinh xin yên tâm, chúng ta vĩnh lợi hoàng cung là đổ vương danh nghĩa sản nghiệp, uy tín tuyệt đối có bảo đảm, ngài có thể tùy thời rời đi sẽ không có người ngăn cản ngài. Trương thần gật gật đầu, sau đó lấy ra một quả thẻ đánh bạc, ném cho tiểu tỷ tỷ chia bài. Khách đánh bạc ngồi cùng bàn. Khán giả xung quanh. Đậu má, tiểu tử này ngang ngược A. À. Tuổi còn trẻ hào phóng như vậy, giống như là một tay lão luyện A. À. Lúc này, tiểu tỷ tỷ mới kịp phản ứng vui mừng quá đổi, vội vàng nhận lấy lợi thế. Đối với trương thần vẻ mặt ngọt ngào tươi cười. Cảm ơn tiên sinh. Trương thần mỉm cười, khoát tay. Lập tức đứng dậy, cầm thẻ đi đến chỗ đổi. Tiền ở đời sau một chút cũng không có dùng, cho nên trương thần không có chút nào không nở. Thấy trương thần nói đi là đi, không hề có bộ dáng dây dưa dài dòng. Mọi người vây xem vẻ mặt tiếc nuối, Mà mấy người còn lại tắm tắt tán thưởng. Khá lắm, tiểu tử này tới đây mới chơi ba thanh, một vạn khối lên tới hơn bảy trăm vạn, quá nhanh. Đúng vậy, Lúc này mới chưa tới 20 phút. Người này vận khí quá tốt. Sau khi nhân viên kiểm tra thẻ đánh bạc xác minh không sai, lập tức thao tác trên máy tính một phen, chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Trương Thần. Bất kỳ sòng bạc nào cũng sẽ không trực tiếp đổi một lượng lớn tiền mặt như vậy cho khách hàng, dù sao nhiều tiền như vậy rất dễ dàng khiến cho một số người tham lam. Trương Thần nhìn di động, chỉ chốc lát đã nhận được tin nhắn xác nhận. Nội tâm không khỏi kích động, nhìn đồng hồ bây giờ lên chuyến bay nhanh nhất còn có thể về đến nhà liền lập tức cùng sòng bạc nói chuyện một phen sòng bạc sắp xếp một chiếc xe đưa trương thần đến sân bay trên máy bay trương thần kiềm chế tâm tình kích động mãnh liệt yên lặng mở hệ thống hệ thống hiện tại có thể hay không mở ra thương thành đinh kiểm tra đo lường được số dư ký chủ sung túc đổi thành công đang mở cửa trung tâm thương mại chúc mừng ký chủ hệ thống thương thành chính thức mở ra trong thương thành vật tư có thể không hạn chế sử dụng khu thương mại rốt cục mở ra ha ha có cái này không hạn chế hệ thống thương thành cái gì tận thế cái gì băng hà thế giới tất cả đều không thành vấn đề mở hệ thống thương thành ra trương thần muốn nhìn xem trong trung tâm thương mại hệ thống có thứ gì khu quần áo khu thực phẩm khu sinh hoạt khu mua sắm khu rượu và thuốc lá khu dược phẩm khu xe cộ khu hóa chất khu thiết bị công nghiệp khu vũ khí trương thần trợn mắt há hốc mồm chủng loại bên trong đủ loại cái gì cần có đều có giỏi lắm nhìn thấy khu thực phẩm tươi sống tâm niệm trương thần khẽ động nhất thời trên tay xuất hiện một con tôm hùng, đuôi đập thình thịch quạt động sống động vô cùng hành khách ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn cảnh này tưởng rằng nhìn thấy ma trời ạ à. Tôm hùng sao lại mang lên máy bay? Anh là ảo thuật gia sao? Quả thực quá đẹp trai. Trương thần dở khóc dở cười, lập tức trở tay đưa tôm hùng về khu thương mại. Sau khi cẩn thận nghiên cứu khu thương mại một phen, lúc này, trương thần đã tỉnh táo lại cầm lấy giấy và bút, bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ. Muốn ở tận thế qua thoải mái, ăn, uống, giữ ấm quần áo các loại vấn đề muốn giải quyết, cái này có thương thành, trên cơ bản đã giải quyết các thành phần trong trung tâm thương mại đều tươi sống rất tươi rau quả thịt và hải sản đều như vậy tất cả các loại quần áo chống lạnh quần áo ấm đều chuyên nghiệp và không có vấn đề gì trương thần đánh dấu phía sau hai chữ thức ăn và quần áo tiếp theo là hệ thống sưởi ấm tận thế năng lượng cực kỳ thiếu hụt điều hòa máy sưởi rất nhanh cũng bởi vì cúp điện không thể sử dụng cái kia đơn giản nhất hữu hiệu phương thức sưởi ấm chính là lò sưởi nguyên lý lò sưởi và giường sưởi đông bắc không kém nhiều lắm đều áp dụng phương thức nhóm lửa nguyên thủy để sưởi ấm tuy rằng nguyên thủy nhưng hiệu quả lại phi thường tốt người phương bắc trước kia vào mùa đông chính là dựa vào phương thức này vượt qua mùa đông giá rét dài dằng dặc nếu làm lò sưởi thì phải sửa sang lại nhà thêm lớp cách nhiệt mới được trong trung tâm thương mại có than củi dầu nhiên liệu gỗ đây cũng tuyệt đối không thành vấn đề nghĩ đến trang hoàng trương thần lập tức nghĩ đến kiếp trước nhà mình bị người phá cửa mà vào trong lòng không khỏi rùng mình trong nhà còn muốn xây thành một cái nhà an toàn ít nhất phải lắp thêm thép tấm bạo phá bình thường không thể tạo thành hủy hoại sau khi tận thế đến người may mắn còn sống sót không có một ai là đèn cạn dầu tất cả đều là hạng người tâm ngoan thủ lạc nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị không thể lấy an toàn tính mạng ra đùa giỡn Trương Thần đã nếm qua tư vị tử vong một lần, tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Hệ thống thương thành bên trong liền có đỉnh cấp nhà an toàn vật liệu, chỉ cần tìm người đến lắp đặt là được. Dược phẩm tuy đầy đủ, đáng tiếc tôi không phải bác sĩ, nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, đây cũng là chuyện phiền toái. Nhìn đủ loại dược phẩm và dụng cụ y tế trong khu thương mại hệ thống, Trương Thần cau mày, ở phía sau y tế vẽ một cái xiên. Không giải quyết được thì không suy nghĩ tiếp theo là vũ khí, ánh mắt trương thần bắt đầu sắc bén. Tận thế nhân tính đánh mất, giết người nguyên nhân rất có thể là vì một bao mì ăn liền, tùy ý đều có thể nhìn thấy chiến đấu. Mạng người như cỏ, nếu muốn tự bảo vệ mình, nhất định phải có đủ vũ lực chấn nhiếp. Bản thân mình là bộ đội đặc chủng ma luyện, tận thế bên trong lại sinh hoạt 5 năm, thân thủ không thành vấn đề, nhưng võ công có cao hơn nữa cũng sợ giao phay, nếu thật sự gặp được mười mấy người cầm giao phay, thậm chí cầm súng, mình tuyệt đối muốn. Cho nên vũ khí nhất định phải có. Cũng may trong khu thương mại có cung tổng hợp, súng hơi, vân vân, nhưng trong cột súng thật lại không thể lựa chọn. Hệ thống, vì sao không thể lựa chọn súng ống? Đinh. Súng ống thuộc về vũ khí có tính sát thương, lại ký chủ chưa gặp phải nguy hiểm trước, không thể sử dụng. Trương Thần lúc này mới hiểu được, thì ra là vì an toàn. Vậy cũng không sao cả đến lúc đó hãy nói. Ngay khi trương thần đang nghiên cứu khu thương mại, rất nhanh, chiếc giang đã tới. OS Tuyệt đối sản văn, không thánh mẫu, không ngựa giống, nhìn xem tuyệt đối sản khoái, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 4, chế tạo nhà an toàn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi xuống máy bay, Trương thần bắt xe, chạy vào nội thành. Anh ta sẽ dành 4 ngày còn lại để biến cả ngôi nhà thành một ngôi nhà an toàn. Tin nhắn của ngân hàng nhắc nhở tới, sau khi bỏ ra 500 vạn đổi hệ thống thương mại mở ra, số dư ngân hàng còn lại 220 vạn. Tiền là đủ rồi. Bởi vì hệ thống trung tâm thương mại bên trong có nhà an toàn vật liệu cùng bản vẽ, chỉ cần tìm được người đến lắp đặt là được. Rất nhanh, trương thần đi tới công ty bảo an bạo phong đại danh đỉnh đỉnh tỉnh chiết giang storm là một trong những chuỗi công ty an ninh lớn nhất cả nước có chi nhánh trên khắp đất nước họ chuyên cung cấp dịch vụ an ninh cho các loại phú hào và ngôi sao thậm chí đôi khi chính quyền cũng yêu cầu họ cung cấp hỗ trợ an ninh được xưng là hát thủy trong nước đây cũng là bởi vì chính mình kiếp trước công tác nguyên nhân cùng đối phương có một ít tiếp xúc mới hiểu được sở dĩ tới tìm bọn họ là bởi vì nghe nói bọn họ từng vì một phú hào đỉnh cấp chế tạo qua một cái nhà an toàn cao cấp phú hào xây dựng ngôi nhà an toàn này thuần túy chỉ là nhất thời cao hứng nhưng cũng chính vì ngôi nhà an toàn này để cho phú hào này ở trong tận thế sinh hoạt phi thường tiêu sái đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn bởi vậy có thể thấy được công lao của công ty bạo phong vì hắn xây dựng nhà an toàn không thể bỏ qua trương thần đi tới quầy lễ tân của công ty an ninh bạo phong nói rõ ý đồ đến đây Lập tức có người của bộ phận nghiệp vụ đưa Trương Thần tới phòng đàm phán. Chỉ chốc lát sau, một tráng hán thân thể cường tráng đi vào, mặc một thân Âu phục màu đen, để lại đầu đinh, không thể không nói, khách hàng nhìn thấy người như vậy, trong lòng quả thật sẽ tràn ngập cảm giác an toàn. "Xin chào Trương tiên sinh, tôi là quản lý nghiệp vụ, Ngô Hoài Nhân, xin hỏi ngài cần gì? Bảo an bảo phong chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn." Trương Thần uống một ngụm trà, nói: ta muốn chế tạo một cái nhà an toàn, chính là loại kia có thể chống cự tận thế cấp bậc cao nhất nhà an toàn. Ngô Hoài Nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Những lời này nếu bị người khác nghe được, sẽ cảm thấy phi thường buồn cười, nhưng với tư cách là quản lý nghiệp vụ của công ty Bạo Phong, anh ta đã tiếp xúc với quá nhiều người giàu có. Trên thế giới này, nhóm người có quyền cùng có tiền kia, thường thường là sợ chết nhất. Một số phú hào nước ngoài, thậm chí không tiếc tốn hơn một tỷ đô la Mỹ để xây dựng sở phòng hộ tận thế. Công ty Bảo Phong mấy năm gần đây cũng nhận một ít nghiệp vụ như vậy. Hơn nửa loại nghiệp vụ này bình thường đều là danh sách lớn, cho nên Ngô Hoài Nhân vừa nghe, lập tức cung kính nói. Trương Tiên Sinh, Bảo Phong của chúng tôi là công ty bảo vệ hạng nhất trong nước, tuy rằng Hoành Điếm tỉnh Chiết Giang chỉ là chi nhánh, nhưng tất cả nhân viên kỹ thuật và nhân viên bảo vệ đều đã trải qua chứng nhận quốc tế. Điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Nói xong, lấy ra một cái máy tính bảng, đặt ở trước mặt Trương Thần. Ngài xem, phương án thiết kế nhà an toàn của chúng tôi đều là đặt làm riêng, ngài có thể chọn lựa tất cả phương án ngài cần. Không thể không nói, công ty chuyên nghiệp chính là công ty chuyên nghiệp, Trương Thần cầm máy tính bảng lật xem một hồi, cau mày hỏi. Nếu như dựa theo thiết kế phía trên, các ngươi nhanh nhất bao lâu có thể hoàn thành? Ngô Hoài Nhân suy nghĩ một chút, nói. Nhanh nhất là nửa tháng, chúng ta có thể xây xong nhà an toàn. Ai ngờ trương thần lại đẩy máy tính bản ra. Thiết kế phương án cùng thi công bản vẽ ta đều có, vật liệu cũng đã đầy đủ hết, các ngươi chỉ cần an bài nhân viên thi công đi vào, như vậy cần bao lâu? Ngô Hoài Nhân sửng sốt. Bản vẽ và tài liệu ngài đã chuẩn bị xong chưa? Trương thần gật đầu. Ngô Hoài Nhân trầm mặt một lát rồi nói nếu như những thứ này đều là có sẵn, hơn nữa bản vẽ không có sai lầm, ta một tuần có thể hoàn thành. Trương Thần lắc đầu. Ba ngày, ta nhiều nhất cho ngươi thời gian ba ngày. Nếu như có thể làm được, ta có thể hiện tại liền thanh toán tiền đặt cọc. Nếu như làm không được, ta lập tức phải đi tìm công ty khác. Ngô Hoài Nhân vừa nghe, nhíu chặt mày. Trương Tiên Sinh, nếu như ba ngày phải hoàn thành, chi phí nhân viên cũng không thấp a? À. Trương Thần cười cười bao nhiêu? Ngô Hoài Nhân chậm rãi vương hai ngón tay, hai trăm vạn. Trương Thần trầm mặc một lát, lập tức gật đầu. Tuy rằng đắt, nhưng hiện tại mình thiếu không phải tiền, mà là thời gian. huống hồ, tiền lập tức cũng sẽ trở thành từng tờ giấy vụn hoặc là con số trong ngân hàng mà thôi. Nhưng là người Cam Đoan dựa theo ta yêu cầu thi công, đây cũng không phải là cho ta đơn giản làm cái hộp sắt là được rồi nếu ba ngày sau ta nghiệm thu thời điểm không đạt được yêu cầu của ta còn lại tiền các ngươi một phân cũng đừng nghĩ lấy được ngô hoài nhân vừa nghe lập tức mừng rỡ dị thường ngài yên tâm chúng tôi khẳng định dựa theo yêu cầu của ngài làm cho khách hàng hài lòng là tôn chỉ của chúng tôi kế tiếp lại thương lượng một ít chi tiết trương thần cùng ngô hoài nhân liền ký kết hợp đồng hai bên ước định ngày hôm sau sẽ vào thi công trương thần lựa chọn cải tạo căn nhà mà cha mẹ để lại căn nhà an toàn được thiết lập ở đây. Dựa vào lưu lượng người khổng lồ của điện ảnh và truyền hình, rất nhiều người địa phương ở cửa tân trang lại nhà cũ, xây dựng thành nhà dân, khách sạn, siêu thị nhỏ, nhà trọ VV. Nhà trương thần cũng ở chỗ này, lúc ấy cũng xây dựng thành tòa nhà ba tầng, tầng một làm siêu thị nhỏ, tầng hai tầng ba làm phòng khách và phòng ngủ. Chỉ là sau khi trương thần tòng quân, siêu thị nhỏ lầu một liền đóng cửa, hiện tại chất đóng tạp vật, biến thành phòng chứa đồ. Đều là tự mình ở, cho nên chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Theo thiết kế của bản vẽ, đầu tiên là gia cố toàn bộ ngôi nhà, bốn bức tường và trần nhà bằng thép, và tất cả được trang bị thêm tấm thép dày 100mm. Kính chống đạn rỗng được sử dụng cho cửa sổ, sau đó, mỗi phòng được trang bị hệ thống thông gió, thêm bộ lọc không khí, không có khí độc hại nào có thể xâm nhập từ bên ngoài, toàn bộ tòa nhà được lắp đặt đầy đủ hệ thống giám sát tiến hành giám sát toàn diện trong và ngoài nhà, lắp đặt hệ thống báo động hồng ngoại, vào khu vực này sẽ tự động báo động, cửa phòng chọn dùng cửa kim loại chất liệu tương đương với kho bạc ngân hàng, ngoài trừ khóa mật mã, còn lắp thêm khóa máy móc. Còn có hút thuốc, tắm rửa, ánh đèn chiếu sáng, sưởi ấm vân vân. Đơn giản mà nói, bản vẽ thiết kế chính là đem phòng ở của hắn chế tạo thành một cái giống như phòng ở bình thường, thế nhưng người ngoài chính là địa phương không vào được sau khi Ngô Hoài Nhân nhìn thấy bản vẽ, không khỏi mở to hai mắt. Một căn nhà dân ba tầng, lại được xây dựng giống như thiết thông, chỉ cần thêm vài khẩu súng máy, thì có khác gì một lô cốt thép khổng lồ đâu. Ngô Hoài Nhân thì thào lẩm bẩm. Trương Thần cười cười. Chính là muốn hiệu quả này, chuyện này phi thường gấp gáp, ngày mai các ngươi mau chóng an bài nhân viên lại đây. Nói xong, dựa theo hợp đồng ước định, Trương Thần chuyển 50 vạn tiền đặt cọc. Ngô Hoài Nhân thấy tiền đặt cọc đã đến sổ sách, vội vàng gọi điện thoại bắt đầu an bài nhân viên, phối hợp nhân viên thi công. Về đến nhà, Trương Thần mở trung tâm thương mại hệ thống ra. Lấy toàn bộ vật liệu cần thiết cho nhà an toàn ra, đặt ở phòng lưu trữ tầng 1, tài liệu đã đầy đủ hết, Trương Thần hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ ngày nhà an toàn hoàn thành. Bốn ngày sau tận thế, trong lòng Trương Thần vô cùng bình tĩnh. Đời này, có phòng hộ an toàn, có vật tư cung ứng không hạn chế, thậm chí còn có vũ khí phòng thân, cũng có thể suy diễn những gì sắp xảy ra, chính mình nếu như như vậy còn sống không thoải mái, vậy thật sự có thể đi tìm chết. OS Tuyệt đối sản văn, không thánh mẫu, không ngựa giống, nhìn xem tuyệt đối sản khoái, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương 5, nữ thần ân cần thăm hỏi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân viên thi công chuyên nghiệp của Bảo An Bạo Phong liền dựa theo địa chỉ đi tới nhà trương thần. Trương thần vừa nhìn, trước cửa ước chừng có hơn 30 nhân viên thi công ở hiện trường, Ngô Hoài Nhân dẫn đội, đứng ở cửa chờ. Vừa nhìn thấy trương thần, Ngô Hoài Nhân cười hít mắt tiến lên chào hỏi. Trương tiên sinh, chúng ta nhân viên thi công đã đến nơi, những này đều là chuyên nghiệp nhà an toàn nhân viên thi công trong nước rất nhiều đại nhân vật nhà an toàn đều là bọn họ thiết kế chế tác phi thường có kinh nghiệm ngài tận có thể yên tâm trương thần nhìn những người phía sau các loại thiết bị chuyên nghiệp vô cùng đầy đủ vì thế gật đầu nói vậy giao cho ngươi tài liệu đều ở một cái phòng chứa đồ bắt đầu đi chỉ thấy ngô hoài nhân vung tay lên đông đảo nhân viên thi công bắt đầu bận rộn đâu vào đấy Nhân viên thi công vây quanh cửa nhà Trương thần một vòng phòng hộ, người khác cũng không thấy rõ bên trong rốt cuộc đang làm gì. Hàng xóm bên cạnh thấy Trương thần vây quanh nhiều người như vậy, đều tò mò không thôi. Cũng không trách bọn họ, từ sau khi Trương thần nhập ngủ, cũng rất ít khi trở về, lần này trở về liền bắt đầu cải tạo nhà cửa, đang lúc Trương thần ở hiện trường giám sát thi công, phía sau có một giọng nữ xinh đẹp truyền đến. "Buổi sáng, nhà em chuẩn bị sửa sang lại sao?" cả người trương thần chấn động quay đầu nhìn lại rõ ràng là tần cầm kiếp trước lừa gạt mình còn có khuê mật của nàng tần cầm biết trương thần vẫn thích mình nhưng tần cầm cảm thấy điều kiện của mình hoàn toàn có thể gả cho một phú nhị đại chất lượng tốt hơn nhưng đối với người theo đuổi trương thần này có một căn nhà lớn hơn nữa lại là quân nhân cô cũng không nỡ buông tha cho nên vẫn đem trương thần làm lóp dự phòng treo tần cầm đưa tay vuốt tóc mình ra sau tai lộ ra cái cổ trắng nõn cùng vành tai mê người của mình, trương thần thấy thế, trong lòng cười lạnh không ngừng. Nếu như là ở kiếp trước, chính mình nhất định sẽ bị đối phương loại này kinh điển trà xanh chiêu thức cho mê đầu ván mắt hoa, sau khi trải qua sự phản bội, buổi sáng tự nhiên sẽ không mắc mưu nữ nhân này nữa. Đối với trương thần mà nói, một ngày trước cái này nữ nhân mới lừa gạt chính mình mở cửa, liên hợp cái khác hàng xóm xông vào phân cách chính mình, thậm chí còn muốn phân chính mình thịt ăn cảnh tượng lúc đó còn rõ mồn một trước mắt, đối phương vẻ mặt dữ tợn, bộ dáng ngoan độc, ấn tượng sâu sắc, không thể quên. Nghĩ tới đây, trong mắt trương thần liền lộ ra sát ý âm lãnh. Nhưng bây giờ mình vẫn chưa thể động thủ, dù sao qua không được vài ngày chính là vô pháp vô thiên tận thế thời đại, để đến lúc đó lại giết chết nàng. Nhìn vẻ lạnh lùng trong mắt trương thần, tần cầm tự hồ ý thức được điều gì đó. Không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Trương thần ngươi ngươi làm sao vậy trương thần rất nhanh thu liễm ánh mắt của mình thản nhiên nói không có gì ta bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện không tốt hắn đột nhiên thay đổi chủ ý nếu để cho nữ nhân ác độc này chết như vậy vậy thì quá tiện nghi cho nàng băng hà tận thế liền muốn đến để cho nàng cũng thể nghiệm một chút tuyệt vọng đi chính mình có tâm tính vô tâm hơn nữa chuẩn bị đầy đủ còn có trí nhớ kiếp trước có quá nhiều cách để trừng phạt người phụ nữ này cho nên bây giờ ngược lại không vội thu thập nàng hiện tại mấu chốt nhất muốn đem cái này tị nạn mau chóng thành lập lên để cho mình có thể ở tận thế bên trong an toàn thoải mái sinh tồn thấy trương thần cũng không quá muốn phản ứng với mình tần cầm còn cảm thấy đối phương có thể đang bận sửa sang lại cho nên không để ý tới vì thế biểu môi buổi sáng ta đi trước đừng quên tìm ta nói chuyện nói xong cũng không quay đầu lại cùng khuê mật trời đi trương thần cười nhạo đùa thôi nói chuyện với người chết thì có gì hay ho đi đến cách đó không xa tần cầm quay đầu nhìn thoáng qua trương thần trong lòng cảm thấy có chút buồn bực sao sáng nay lại biến thành người khác thấy mình cũng không chủ động tới chào hỏi nếu là trước kia cho dù bận rộn hơn nữa hắn cũng sẽ hấp tấp chạy tới đáp lời mình cho dù sau khi tòng quân hắn cũng bớt chút thời gian sẽ tìm mình nói chuyện phím, nhất định có cái gì cổ quái. Trong lòng tần cầm âm thầm nghĩ đến. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, Ngô Hoài Nhân gọi điện thoại tới cho Trương Thần, nhà an toàn đã xây xong. Sau khi nhận được điện thoại, Trương Thần vội vàng rời khỏi khách sạn. Về đến nhà vừa nhìn, nhìn không được hai mắt tỏa sáng, công ty Bạo Phong không hổ là công ty an ninh hàng đầu trong nước, tốc độ và chất lượng xây dựng nhà an toàn đều không có gì để nói cả phòng dựa theo yêu cầu của trương thần, toàn bộ lắp thêm tấm thép dày 100mm, hơn nữa từ bên ngoài nhìn qua, cùng kiến trúc bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Ngô Hoài Nhân ở bên cạnh trương thần kiên nhẫn giảng giải phương thức sử dụng nhà an toàn. Hệ thống thông gió sử dụng cấp độ quân sự và có thể ngăn chặn bất kỳ khí độc hại và bức xạ xâm nhập nào. Hệ thống sưởi ấm của ngôi nhà an toàn cũng sử dụng một quy trình hoàn toàn mới, sử dụng vật liệu chuyên dụng từ các trạm nghiên cứu vùng cực và lò sưởi cổ được thiết kế để thuận tiện và đẹp mắt, đồng thời cách ly hơn 99% nhiệt độ trôi qua. Ngô Hoài Nhân uống một ngụm đồ uống, nói tiếp: "Thêm vào đó, chúng tôi đã thiết lập hệ thống giám sát xung quanh toàn bộ ngôi nhà để theo dõi mọi cử động bên ngoài. Đồ nội thất gia dụng đều dựa theo yêu cầu của ngài, toàn bộ lắp đặt xong" Phòng bếp, phòng vệ sinh đều là thiết bị ngài cung cấp, lắp đặt hoàn mỹ thành công. Chúng tôi còn cải tạo kính chống đạn ở ban công, độ cứng thậm chí còn mạnh hơn thép tấm 100 mm, có thể dễ dàng quan sát tình huống bên ngoài bất cứ lúc nào. Nghe Ngô Hoài Nhân vừa giới thiệu, vừa biểu diễn, Trương thần vô cùng hài lòng với việc cải tạo ngôi nhà an toàn này, trừ phi là quân đội mang theo vũ khí hạng nặng, nếu không người bình thường căn bản không thể xông vào. Giám đốc Ngô làm không tệ tôi rất hài lòng trương thần cười nói với ngô hoài nhân ngô hoài nhân lúc này cũng tươi cười lấy ra phiếu nghiệm thu mời trương thần ký tên sau đó nói trương tiên sinh vậy ngài có thể sử dụng trước một tháng nếu như không có vấn đề gì số tiền còn lại phiền ngài chuyển vào tài khoản công ty trương thần cười híp mắt gật gật đầu được không thành vấn đề hai người hàng huyên một hồi ngô hoài nhân lòng tràn đầy vui mừng cáo từ hắn không nghĩ tới chính là, cho dù một tháng sau trương thần muốn gửi tiền, cũng không có biện pháp gọi lại. Trương thần đi vào phòng an toàn, quét dọn toàn bộ trong ngoài một lần, từ trung tâm thương mại hệ thống lấy ra đủ loại đồ gia dụng, giường đôi rộng rãi của Ý, gối nhung, chăn đệm, sofa Ý cao cấp. Sau khi bố trí xong toàn bộ trong ngoài nhà, trương thần lại lấy ra một chai rượu vang pháp, bưng chén rượu, thích ý làm ổ ở trong sofa đánh giá căn phòng an toàn có thể nói là hoàng mỹ này quá sảng khoái. Kế tiếp trương thần lại cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, ngẫm lại xem mình còn bỏ sót chỗ nào, sau khi xác định không có gì thiếu sót, trương thần đi ra ngoài thuê một chiếc xe, chạy một vòng quanh thành phố, lần nữa quen thuộc tình hình giao thông. Lúc về đến nhà đã là ban đêm. Thời gian trôi qua từng chút một, rốt cục, ngày 1 tháng 9 này vẫn đến. OS Tuyệt đối sản văn, không thánh mẫu, không ngựa giống, nhìn xem tuyệt đối sản khoái. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6, Kỷ Băng Hà buông xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Băng Hà mạc thế mở màn, cả làm tinh nổi lên tuyết lớn lông ngỗng, trên đường phố Hoành Điếm bắt đầu trở nên trắng xóa, tuyết lớn đột nhập khiến rất nhiều người không kịp chuẩn bị. Trên mạng nghị luận sôi nổi, có người oán giận, có người may mắn, nhiều người tò mò hơn, đặc biệt là một số bạn nhỏ, sau khi nhìn thấy tuyết rơi, hưng phấn dị thường. Ném tuyết, đắp người tuyết. Nhưng không ai trong số họ biết, tuyết lớn và làm mát không phải là tạm thời và sẽ tiếp tục theo thời gian. Cuối cùng mang đến một hồi tuyệt chủng sinh vật xưa nay chưa từng có. Bất quá lúc này, trương thần lại thích ý làm ổ ở trong sofa rộng rãi mềm mại, đối mặt với lò sưởi, lười biếng nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ bốc đô, di động liền vang lên. Hắn cầm tới xem, thì ra là tin tức của nhóm chat Có nhóm bạn học, nhóm cộng đồng vân vân, mọi người trò chuyện vô cùng nhiệt liệt. Tháng 9 tuyết rơi, có phải hay không nơi nào đại oán chủng xuất thế? Đúng vậy, dự báo thời tiết cũng không nhắc nhở, đột nhiên tuyết rơi. Này, đừng nhắc nữa, nửa đêm bị đông lạnh tỉnh rồi, hiện tại điều hòa của tôi đã điều chỉnh tới 30 độ nhưng cảm giác vẫn lạnh vù vù ta cũng vậy nửa đêm đem chăn bông cho lấy ra mặc giữ ấm nội y đâu quần áo qua mùa đông cũng không mua trong nhà cũng không chuẩn bị chút gì ăn thật đau đầu em cũng vậy trong nhà còn chưa chuẩn bị chút gì ăn trong nhóm nghị luận sôi nổi mọi người mồm năm miệng mười nói tình huống của mình bất quá trương thần rõ ràng cảm thấy mọi người không đem loại tình huống khác thường này coi ra gì ngược lại rất nhiều người cảm giác được kinh hỉ Trương thần khóe miệng dương lên, những người này còn không ý thức được nguy hiểm đang phủ xuống. Tắt điện thoại di động, trương thần lười biến nằm trên giường lớn ấm áp, đắp lên cuộc đời nhung thiên nga, thư thư phục phục bày ra tư thế, bên ngoài tuyết rơi lông ngỗng, gió lạnh gào thét, trong phòng lò sưởi thỉnh thoảng lọc bọc một tiếng, âm thanh củi cháy, ấm áp như mùa xuân. Trong hoàn cảnh thoải mái này, trương thần rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, trương thần bị điện thoại đánh thức đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tần Cầm. Để làm gì? Tần Cầm nghe được giọng nói lạnh như băng của Trương Thần, không khỏi sửng sốt. Không, không có gì, ta là muốn hỏi, ta xem ngươi trước đem trong nhà sửa sang lại, hơn nữa lắp lò sưởi, có phải hay không biết sẽ có trận tuyết lớn này? Nghe được thanh âm Tần Cầm trong điện thoại có chút run rẩy, tựa hồ đang chịu đựng cái gì đó. Khóe miệng Trương Thần không khỏi gợi lên độ công trào phúng. Quả nhiên, nữ nhân này mặc dù có chút trà xanh, nhưng chỉ số thông minh vẫn đang online. Ồ, tôi nghe một người bạn nói, chỉ là không ngờ nhiệt độ lại giảm mạnh như vậy, lò sưởi là bởi vì tôi thích phong cách cổ điển này. Trương thần lười biến trả lời. Vừa nói, vừa sốc chăn lên, trong phòng hơi nóng. Mang dép lê vào, trương thần mặc áo ngủ mùa hè đi tới trước cửa sổ sát đất ban công, tuy rằng trước mắt một màn này ở kiếp trước mỗi ngày nhìn thấy, nhưng là vẫn là có chút để cho mình kinh hãi. Tuyết lớn bên ngoài đã nhấn chìm toàn bộ thành phố, đường xá và vành đai xanh ven đường đã không còn nhìn thấy, trước mắt trắng xóa một mảnh, thậm chí thấp bé một ít phòng ốc đều bị che giấu hơn phân nửa. Hơn nữa tuyết lớn như lông ngỗng vẫn còn tiếp tục, không có chút dấu hiệu dừng lại. Trong điện thoại, giọng tần cầm vẫn không ngừng truyền đến. Trách không được ngươi suốt đêm trang hoàng, trương thần, ngươi thật là, cũng không báo trước cho ta một chút trương thần nhướng mày không ngờ cô còn oán giận mình tôi bận quá quên mất hừ vậy ngươi khẳng định cũng chuẩn bị không ít đồ ăn đi nếu không là bởi vì ngươi ta cũng sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có ta muốn phạt ngươi đưa cho ta một ít trong điện thoại tần cầm giả bộ tức giận làm nũng truyền đến trương thần cười lạnh đã là lúc nào rồi còn tới một bộ này tần cầm a tuyết lớn như vậy ta cũng không ra được như vậy đi, ngươi nhìn một chút, chờ tuyết ngừng rồi nói sau, cúp A, BB. Nói xong liền cúp điện thoại, đến phòng vệ sinh thoải mái tắm nước nóng. Đi vào phòng bếp, từ trong trung tâm thương mại lấy ra một khối A5 và bò, bữa sáng liền tùy tiện ăn thịt bò bít tết phối với mì ý. Vừa ăn bít tết, vừa xem tivi, vừa mới nên đón tuyết lớn, còn không có cắt điện, tivi cũng còn bình thường. Bất quá cho dù mất điện, trong trung tâm thương mại cũng có các loại máy phát điện cùng nguồn điện dự phòng về phần nhiên liệu trương thần căn bản cũng không quan tâm dùng đến hỏa tán mình cũng không thành vấn đề trên tivi hai người dẫn chương trình đài truyền hình đều mặc áo lông thật dày trương thần có chút giật mình trên tivi đều lạnh như vậy sao nơi này hẳn cũng là đơn vị cung cấp điện ưu tiên xem ra nhiệt độ đã hạ xuống đến mức ngay cả điều hòa trung ương cũng không thể chống cự Người dẫn chương trình nhìn vào ống kính, cố gắng dùng ngữ điệu ổn định nói. Bắt đầu từ rạng sáng hôm qua, bầu khí quyển xuất hiện lượng lớn không khí lạnh, đến nay nhiệt độ toàn cầu xuất hiện dao động kịch liệt, nhiệt độ phổ biến hạ xuống 60.80 độ C. Về nguyên nhân không khí lạnh đột ngột đổ xuống, cơ quan hữu quan cũng đang tiến hành điều tra. Người dân được kêu gọi tăng cường quần áo, chống lạnh và giữ ấm, không cần thiết và cố gắng không ra ngoài để tránh bị tê cống quốc gia sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này mọi người không nên khủng hoảng không tin tin đồn không tung tin đồn lại càng không nên tranh giành vật tư tạo thành an toàn rung chuyển mọi người đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn nghe được người dẫn chương trình nói trương thần cười nhạo một tiếng thời tiết này rõ ràng dị thường nếu quả thật ngây ngốc ở nhà cái gì cũng không chuẩn bị vậy người chết trước nhất khẳng định chính là nhóm người này Thời tiết điện thoại di động cho thấy, nhiệt độ bên ngoài đã đạt tới âm 55 độ C. Ngày hôm qua nhiệt độ cao nhất còn khoảng 30 độ, đêm nay đã giảm tới 85 độ. Cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Hơn nữa, nhiệt độ còn có thể liên tục giảm xuống. Bất quá hiện tại mình mặc hệ thống lấy ra băng tơ tạm áo ngủ, uống rượu đỏ, ăn thịt bò biết tết, không có chút cảm giác nào băng thiên tuyết địa rét lạnh bên ngoài. Dù sao cũng là nhà an toàn tốn nhiều tiền xây dựng, Trương thần tính toán một chút. Ngôi nhà an toàn này dùng vật liệu thép đặc chủng, chỉ là giá trị vật liệu đã gần 6 triệu, hơn nữa để giữ ấm, trong hai tầng còn bổ sung vật liệu giữ ấm cấp hàng không, đảm bảo nhiệt độ trong phòng sẽ không trôi qua, ngay cả thủy tinh ban công cũng là thủy tinh rỗng chống đạn sử dụng 3 tầng, bên trong lấp đầy khí trơ. Những vật liệu này mua ở bên ngoài cũng không được, chỉ có hệ thống thương thành mới có thể cung cấp lúc này di động của trương thần lại truyền đến một thông báo trương thần sao cậu lại cúp điện thoại của người ta bên ngoài tuyết lớn như vậy ta một nữ hài tử không ra được ngươi chuẩn bị đồ ăn trước cho ta một ít chờ tuyết ngừng ta sẽ trả lại cho ngươi có thể không đáng thương biểu tình trương thần hừ lạnh một tiếng trà xanh này có đầu óc biết bên ngoài tuyết lớn như vậy tranh giành vật tư khẳng định rất nhiều hơn nửa giá cả cũng sẽ phi thường đắt quan trọng hơn là nhiệt độ siêu thấp âm năm 60 độ, ra ngoài là rất nguy hiểm. Đặc biệt là những cô gái lớn lên ở miền Nam. Nếu không phải chuyện xảy ra ở kiếp trước, trương thần thật ra là sẽ cho cô một ít đồ ăn, thậm chí mang cô về nhà mình, nhưng cuối cùng nàng thế nhưng hại chết chính mình, còn muốn chia thịt của mình, thật sự là không thể tưởng được một cô gái nhu nhược. Nội tâm lại ác độc như thế. Loại nữ nhân này, trương thần hiện tại chỉ muốn giữ lại nàng, xem nàng cuối cùng kết cục. Nghĩ tới đây, Trương Thần đem cảnh tượng nhà mình quay một đoạn video, gửi qua cho Tần Cầm. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7, đại gia nhất định muốn nghe theo an bài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tần cầm lúc này đang núp trong phòng trọ của mình, trên người cuốn hai tầng chăn thật dày. Tuy rằng điều hòa đã mở đến nhiệt độ cao nhất 32 độ, nhưng trong phòng vẫn lạnh lẽo vô cùng, thủy tinh kết đầy sương giá. Đều nói phía nam lạnh là ma pháp công kích, nàng giờ phút này thật sâu cảm giác được, vô luận mặc quần áo dày bao nhiêu, đắp mấy cái chăn, tay chân vẫn lạnh lẽo như cũ, lạnh đến cả người phát run. Lúc này điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở. Tần Cầm mở ra nhìn, nhất thời trừng to hai mắt. Thật không thể tin được, thời tiết lạnh như vậy. Trương thần cư nhiên mặc áo ngủ đơn bạc, làm ổ ở trong sofa rộng rãi, vây quanh lò sưởi ăn thịt bò bít tết, uống rượu vang đỏ. Rõ ràng đều ở cùng một khu phố. Tại sao tôi cảm thấy như mình đang sống ở một thế giới khác? Hơn nữa sau khi nhìn thấy miếng thịt bò trong đĩa, còn có dấu hiệu của rượu vang đỏ, nước miếng của tầng cầm đều muốn lưu lại. Làm một cái có chút danh tiếng danh viện, nàng đối với một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn vẫn là có chút nghiên cứu, cái này vừa nhìn chính là đỉnh cấp chính tông cùng ngưu. Còn có rượu vang đỏ, nhãn hiệu này cô cũng biết, trang viên hệ liệt, một chai ít nhất cũng phải hơn vạn đồng. Cái tên chết tiệt này, sao lại trở nên giàu có như vậy? Chẳng lẽ lúc trước đều là cùng ta giả nghèo? Nghĩ đến đây, trong lòng tần cầm liền ghen tị muốn chết. Chính mình ở chỗ này chịu đói chịu lạnh, hắn sống lại thoải mái như vậy. Tuyệt đối không được loại cuộc sống này phải là mình mới xứng hưởng thụ tần cầm lập tức nhắn tin trương thần cuộc sống của cậu rất tốt nha nhưng người ta cái gì cũng chuẩn bị vừa lạnh vừa đói tớ cũng muốn tần cầm cảm thấy ý tứ của mình đã biểu đạt rất rõ ràng cô tin tưởng trương thần nhất định sẽ chủ động mời mình qua đó ăn tối mình không thể để cho hắn đắc thủ nhanh như vậy trước hết bảo anh ta mang bít tết và rượu vang tới hay là phải treo cổ hắn trước trương thần sau khi nhìn thấy đoạn tin tức này lại cười phi thường vui vẻ nữ nhân này còn tưởng rằng mình là liếm chó chứ miệng ngậm một miếng thịt bò lớn vừa nhai vừa trả lời tin nhắn muốn thì đi mua a à, siêu thị lại không xa cũng chỉ vài cây số mà thôi ngươi tại sao không đi mua a à? tần cầm nhìn thấy tin tức này da mặt cứng đờ chết tiệt đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao bên ngoài tuyết lớn lông ngổng âm 60 độ, bây giờ mình ra ngoài, già rất có thể bị tổn thương do giá rét. Cô gái mình chiều chuộng như vậy, người này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Tần cầm không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đáng đời mày là thằng khốn. Cơ hội tốt như vậy cho mày mày cũng vô dụng. Thật không phải đàn ông. Lúc này tần cầm vẫn còn có chút cốt khí, trong mắt nàng, buổi sáng là một con cá trong hồ nước của mình. Chỉ là hiện tại cách mình gần nhất mà thôi hơn nửa trận tuyết lớn này sớm muộn sẽ qua đi đến lúc đó cho dù trương thần quỳ gối trước mặt mình muộn rồi lúc này trương thần nhìn tin tức trong cộng đồng bác gái lâm chủ nhiệm ủy ban nhân dân đang trong nhóm kêu gọi mọi người không hoảng loạn hưởng ứng lời kêu gọi phục tùng sự quản lý thống nhất của các cơ quan chính phủ mọi người không nên gấp gáp đây chỉ là đột nhiên một hồi khác thường khí hậu hiện tượng mà thôi rất nhanh sẽ đi qua mọi người không nên hoảng loạn lại càng không nên tranh giành vật tư mang đến ảnh hưởng xấu cho xã hội phải tin tưởng chính phủ chúng ta chúng ta ủy ban nhân dân cũng sẽ giúp mọi người nghĩ biện pháp vượt qua lần này tuyết tai mọi người nhất định phải nghe theo ta an bài bất quá trong nhóm cũng có người đưa ra dị nghị tuyết lớn như vậy cho dù hiện tại ngừng rơi ít nhất cũng phải vài ngày mới có thể ra ngoài không nghĩ biện pháp trữ chút vật tư mấy ngày nay chúng ta ăn cái gì đúng vậy a à bằng không vẫn là đi ra ngoài mua món ăn đi, mấy ngày này đoán chừng giá cả muốn tăng điên rồi. Bác gái Lâm lập tức tăng giọng, thậm chí còn gửi tin nhắn nghiêm khắc. Các người làm gì vậy? Đây không phải là gây thêm phiền phức cho chính phủ chúng tôi sao? Tranh mua vật tư sẽ chỉ dẫn đến giá cả càng đắt, mọi người đến lúc đó đều muốn mua giá cao đồ ăn. Ai cũng không cho phép ồn ào, nếu là ta phát hiện ai đang tranh giành trữ hàng vật tư, ta nhất định sẽ hướng thượng cấp bộ phận tố cáo. Trương thần nhìn thấy bác gái Lâm trong nhóm giống như lãnh đạo chỉ huy mọi người, khóe miệng không khỏi cười lạnh. Hôm nay mới là ngày đầu tiên bắt đầu thế kỷ băng hà, lượng lớn vật tư trong siêu thị thật ra vẫn còn, chỉ cần mặc dày một chút, che kín, mặc dù có nguy cơ bị tê cống, nhưng tuyệt đối sẽ tích trữ được không ít vật tư, ít nhất là 2,3 tháng. Nhưng bởi vì cái gì mà chủ nhân ủy ban nhân dân mù quán chỉ huy, làm cho rất nhiều người may mắn cho rằng bão tuyết rất nhanh sẽ qua đi kết quả không ra ngoài mua vật tư kết quả cuối cùng của những người này cũng đã được định trước lúc này bác gái lâm đột nhiên nói với trương thần tiểu trương cậu là lính trong quân đội hẳn là có giác ngộ này cậu cũng phải phối hợp và ủng hộ công việc của tôi lúc cần cậu cậu phải động thân biết không sắc mặt trương thần lập tức trầm xuống lâm chủ nhiệm trận tuyết này còn muốn kéo dài bao lâu ai cũng không biết, vạn nhất thời gian dài, mọi người trong nhà thiếu quần áo ăn ít, xuất hiện cái vấn đề gì, người có thể phụ trách sao? Trương thần vừa nói như vậy, trong lòng không ít người âm thầm đồng ý. Chỉ là tất cả mọi người ngại thân phận chủ nhân ủy ban nhân dân này, không dám phản bác quá mức. Hiện tại có trương thần dẫn đầu, lập tức có người cũng mở miệng. Đúng vậy, ngươi không cho mọi người đi mua, đến lúc đó chết đói chết cống tính là ai đúng vậy trách nhiệm của ai bác gái lâm vừa thấy tất cả mọi người lên tiếng phản bác trong lòng cũng có chút hoảng hốt nhưng lại thầm hận trương thần lúc này ở trong nhóm công khai phản bác mình đây không phải là bác mặt mũi của mình sao các ngươi yên tâm chúng ta ủy ban nhân dân có thể phụ trách nói cho mọi người trận này tuyết tai rất sẽ đi qua vật tư cũng sẽ không thiếu còn có trương thần ngươi không nên nói lung tung kích động quần chúng đối kháng chính phủ ngươi như vậy là phạm pháp đấy ngươi biết không bác gái lâm ở nhà nghiến răng nghiến lợi hung hăng mắng trương thần tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng chờ bão tuyết đi qua ta nhất định phải khiếu nại đến bọn họ bộ đội đi lên để cho hắn biết cùng ta đối nghịch kết cục trương thần lúc này cũng cười ra tiếng đã là lúc nào rồi lão nữ nhân này còn tưởng rằng giống như trước kia ỷ vào quyền lợi của ủy ban nhân dân tác oai tác phúc thật buồn cười ơ ờ, lâm đại chủ nhiệm anh đừng dọa tôi tôi làm lính nhát gan dọa ra bệnh tim anh phải chịu trách nhiệm nói xong tắt điện thoại di động tin tưởng những lời ma quỷ này của bác gái lâm liền thảm tiếp theo không biết có bao nhiêu người trong cộng đồng sẽ bị đóng băng và chết đói bất quá những người này sống chết cũng không liên quan đến mình đặc biệt là những người hại chết mình lại càng chết chưa hết tội tiếp theo Trương thần nằm xuống sofa, duỗi lưng một cái, thoải mái cẩu thả. Vô cùng sảng khoái. Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, đến một chút đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8, chẳng lẽ còn cho là xã hội máy móc đang vận chuyển. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương thần ngồi trên sofa ngủ gật. Người khác đều đang chịu đói chịu lạnh, lo lắng sống qua ngày, hắn lại sống so với thiên đường còn thoải mái hơn. Trong nhà có hệ thống cách nhiệt cách nhiệt hoàn mỹ, dùng không hết nhiên liệu, ăn không hết mỹ thực, đủ để cho hắn ở trong phòng an toàn thoải mái như thần tiên. Trong TV cũng không có tiết mục gì, truyền hình trực tiếp cũng bởi vì nhiệt độ quá thấp, không ai có tâm tình xem. Lấy ra hơn một ngàn bộ phim truyền hình đã lưu trữ tốt, Trương Thần tùy tiện tìm một bộ lan gia bản nổi tiếng mấy năm trước xem, kỳ thật trong trung tâm thương mại còn có máy chơi game TS5 kiểu mới nhất, bên trong cũng lắp sẵn rất nhiều tác phẩm 3A mới nhất, chỉ là hiện tại hắn còn không có hứng thú chơi mà thôi. Xem phim truyền hình không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên. Trương Thần vừa nhìn, phát hiện là bà chủ nhiệm Lâm Diễu Võ Dương Oai trong nhóm. Trương Thần, bên ngoài tuyết lớn đã phong bế rất nhiều người cửa lớn, đường xá cũng phong bế điều này làm cho ta cái này ủy ban nhân dân công tác không thể triển khai, người lát nữa đi ra hỗ trợ xuất tuyết. Giọng điệu ra lệnh. Đồng thời trong nhóm cũng kêu gọi những người khác cùng nhau, nhưng không có người hưởng ứng. Trương thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lớn đã gần một mét nhanh hai mét sâu, dựa vào nhân lực đi xúc tuyết, quả thực là vô nghĩa. Và bây giờ tuyết vẫn rơi. Hiện tại xúc tuyết còn không có nó rơi nhanh. Chủ nhiệm Lâm, anh không thấy tuyết lớn như vậy sao? Hiện tại quét tuyết có ý nghĩa gì? Cho dù quét cũng là chờ tuyết ngừng rồi mới quét. Đúng vậy, bên ngoài đã âm 60 độ rồi, ra ngoài chưa được mấy phút đã bị thương cống. Trong nhà tôi không có gì ăn, còn có khí lực quét tuyết sao? Bác Lâm, muốn quét bác đi, cháu hết hứng rồi. Chúng ta nơi này cũng không phải phương Bắc, nào có chuyên nghiệp trừ tuyết thiết bị, chẳng lẽ để cho chúng ta cầm chổi đi quét này hơn một mét sâu tuyết. Người trong nhóm nhau nhau phụ họa. Bác gái lâm nóng nảy ngay tại chỗ. Cho các ngươi đi quét tuyết cũng không phải vì ta, còn không phải hy vọng mọi người càng thêm thuận tiện sao? Các ngươi đều là tiểu tử, chút chuyện này chẳng lẽ đều không làm được sao? Nói xong, mũi nhọn trực tiếp nói với Trương Thần. Trương Thần, ngươi tốt xấu là cái tham gia quân ngũ, chẳng lẽ vì nhân dân phục vụ cũng không hiểu sao, ta lấy ủy ban nhân dân chủ nhiệm danh nghĩa yêu cầu ngươi phải đi ra ngoài quét tuyết. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, các bạn phải đoàn kết xung quanh chính phủ và nghe theo chỉ huy. Ai không ngừng chỉ huy chính là phản đối chính phủ, chờ Bảo Tuyết qua đi, ta nhất định sẽ thanh toán. Bác gái Lâm lại chuyển ra khỏi thân phận chủ nhiệm ủy ban nhân dân. Chủ đầu tư trong cộng đồng có chút giận mà không dám nói gì. Hiện tại Bảo Tuyết cũng vừa mới giáng Lâm, trật tự xã hội còn chưa sụp đổ, mọi người đối với quy tắc vẫn còn kính sợ ủy ban nhân dân mặc dù là một lãnh đạo to bằng hạt vườn đậu xanh nhưng quyền lợi trong tay lại liên quan mật thiết đến cuộc sống của dân chúng cho nên tất cả mọi người không dám trêu chọc lúc này trong nhóm yên tĩnh ai cũng không muốn làm ra con chim đầu đàn trương thần khinh bỉ nhìn đám người trong nhóm quyết định trở mặt với bác gái lâm sau khi xem lại lịch sử trò chuyện phát hiện bác gái lâm ngã đặt đều là thanh niên dễ nói chuyện trong cộng đồng và một số người nơi khác những cái gai kia cùng có quyền thế nàng một mực xem nhẹ vì thế trương thần trào phúng nói lâm chủ nhiệm không đúng a à, nếu vì mọi người các ngươi ủy ban nhân dân muốn dẫn đầu a à, huống chi vì cái gì chỉ gọi chúng ta mấy người có phải chúng ta dễ khi dễ không gặp phải người lợi hại thì ngay cả cái rắm cũng không dám đánh những người khác trong nhóm nhìn trương thần trực tiếp oán hận chủ nhiệm lâm trong lòng thoải mái vô cùng đúng vậy tất cả đều gọi chúng ta là người thành thật, bọn họ sao ngươi không gọi? Trương thần nói mấy người này mọi người đều biết, đều ở trong một cộng đồng, đối phương là ai trong lòng mọi người đều biết rõ. Trình Chính Hào, biệt danh Hào Ca, một người xã hội địa phương, làm thổ phương, thủ hạ có một đám người đi theo hắn. Tư Hào, trong nhà là nhà đầu tư, ở thành phố Hoành Điếm Hắc Bạch Lưỡng Đạo rất có phân lượng, có tiền có thế bác Lâm từ đầu tới cuối căn bản cũng không nhắc tới bọn họ. Bị trương thần vạch trần, mặt mũi bác gái Lâm lập tức không nhịn được. Hai người này nàng quả thật không dám chọc, đều là nhân vật vô cùng khó chơi, hơn nữa người ta cũng căn bản không thèm để ý đến nàng. Thuộc loại bắt nạt kẻ yếu điển hình. Nếu biết tính cách trương thần cương như vậy, cô cũng sẽ không trêu chọc trương thần. Bác gái Lâm cảm thấy lần này mình mất mặt quá lớn, vì thế hỗn hển gửi vài tin nhắn thoại trong nhóm để mọi người đi quét tuyết là vì cộng đồng để phục vụ mọi người đừng học một số người tính toán và không có một chút cống hiến nào một số người mấy năm nay làm lính không công rồi hơn nữa trong nhóm nhiều người như vậy tôi sao có thể từng người một đều ngã đặt một lần hy vọng các cậu làm rõ ràng nếu còn bôi nhọ nhân viên chính phủ nữa tôi sẽ báo cảnh sát một số nghiệp chủ nhát gan nghe được khẩu khí nghiêm khắc của bác gái lâm đã có chút sợ hãi cầm dụng cụ chuẩn bị ra ngoài làm việc nhưng trương thần lại căn bản không quan tâm đến mức độ uy hiếp này trước không nói loại hành vi này cảnh sát có ủng hộ hay không cho dù ủng hộ thì sao tuyết lớn như vậy cảnh sát có thể lái tới hơn nữa cô sẽ không cho rằng hiện tại máy móc xã hội vẫn còn vận hành chứ ps mọi người cho điểm số liệu ủng hộ đi các vị độc giả đại đại bất quá cho dù không có tiểu tác giả cũng sẽ viết tiếp Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9, bị một chầu thóa mạ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương thần coi lời nói của bác gái Lâm như không khí, đối với loại lão nữ nhân bắt nạt kẻ yếu sợ cứng này. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trêu chọc cô cũng rất thú vị. Lâm chủ nhiệm, ngươi đại biểu chính phủ, kêu hai người hỗ trợ còn không dễ dàng sao? Trình chính hào cùng từ hào hẳn là cũng không có việc gì, kêu bọn họ cùng đi a. À. Trương thần ở trong nhóm chỉ đích danh gọi họ, không chút nể mặt cô. Trình chính hào, kiếp trước chính là hắn cầm rìu dẫn đầu bổ mở cửa nhà mình. Từ hào, cũng là người cầm dao đi theo phía sau. Tóm lại những người hàng xóm này ngoại trừ cá nhân, còn lại tất cả đều tham dự vào công kích và cướp bóc đối với mình. Thời đại tận thế, người có thể sống đến cuối cùng cũng không phải hạng người thiện lương. Cho nên trương thần không nể mặt ai, cứ như vậy trực tiếp xốc tấm vải che mặt của bọn họ lên. Bác gái Lâm vừa nhìn, sắc mặt đều thay đổi. Trương thần chỉ mặt gọi tên trả lời như vậy, ngược lại làm cho mình đâm lao phải theo lao. Nếu như lúc này sợ hãi, cô tuyệt đối sẽ trở thành trò cười trong cộng đồng. Sau này ai còn nghe lời mình nữa? Không có biện pháp, nàng đành phải ở trong nhóm ngải đặt trình chính hào cùng từ hạo hai người gia đình thiên tai vô tình nhân hữu tình mọi người rảnh rỗi mang theo công cụ cùng đi quét tuyết đây cũng là vì phục vụ toàn bộ cộng đồng không tới mấy phút trình chính hào liền gửi tới mấy dấu chấm hỏi trong nhóm sau đó một trận mắng chữ tiêu chuẩn quốc gia phát ra trong nhóm quét tuyết ít của cậu lão già này không thấy bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy sao mắt cậu mù rồi mẹ kiếp đầu óc có bị nước vào không? Còn nói nhảm với tao nữa, tao giết chết mày. Đồ già bất tử. Trình chính hào mắng bác gái Lâm một trận, người trong nhóm nghe xong cười đến chảy nước mắt. Bác gái Lâm coi mình là nhân vật, nhưng người ta căn bản không thèm quan tâm đến bà. Đối với loại đại ca xã hội này mà nói, cái gì mà chủ nhiệm ủy ban nhân dân, tính là cái rắm. Phú Nhị Đại Từ Hạo cũng gửi tới một đoạn giọng nói. Quét tuyết liên quan quái gì đến ta? Thích quét hay không quét, đừng tới làm phiền ta. Lúc này hắn đang ôm một nữ nhân ở trong chăn ngủ, cái phòng này chỉ là một pháo phòng, hắn rất ít đến ở, lần này là trùng hợp bị nhốt ở chỗ này. Đối với ủy ban nhân dân để cho mình đi quét tuyết, cảm giác đầu tiên của hắn chính là lão nữ nhân này đầu óc có bệnh. Bị Trình Chính Hào mắng một trận, bác gái Lâm còn không dám cãi lại, nhưng tự hào cũng khiêu khích mình. Nàng không khỏi mạnh miệng nói Dù sao anh cũng là hộ gia đình trong cộng đồng Hỗ trợ quét tuyết cũng là nghĩa vụ của anh Từ hạo lại trực tiếp mắng Quét tuyết còn muốn lão tử tự, tự mình đi quét Muốn quản lý cộng đồng các ngươi làm phế vật A à. Cầm tiền của nghiệp chủ tôi đến chỉ huy tôi làm việc Anh ít có phải có bệnh hay không Người như từ hạo tuy rằng chơi bời lêu lỏng Nhưng tuyệt đối là đã thấy qua việc đời Một bác gái ủy ban nhân dân nho nhỏ làm sao để vào mắt. Các ngươi những người này mau đi quét tuyết, quét xong ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nghiệp chủ trong nhóm nghe được lời của Từ Hạo, tuy rằng rất chói tai, nhưng đúng là lời nói thật. Hai người náo loạn như vậy, mọi người cũng hoàn toàn lạnh lòng. Lời nói của bác gái Lâm cũng thành cái rắm, không ai để ý đến bà nữa. Bác gái Lâm tức giận đến phát điên lên. Nhưng nàng cũng không tức giận trình chính hào cùng từ hạo mà là tức giận trương thần cô cảm thấy đều là trương thần cái này cứt chuột hỏng cả nội cháu nếu không có hắn mình đã sớm động viên nghiệp chủ thành công vì thế cô dứt khoát gửi thư riêng cho trương thần phẫn nộ nói trương thần ngươi có phải hay không cố ý nhìn ta chê cười ngươi rốt cuộc muốn làm gì để cho mọi người đi quét tuyết có sai sao vậy thì tốt rồi tất cả mọi người không đi ra chẳng lẽ cứ như vậy trốn ở nhà Trương thần nhướng mày. Ơ, ờ, tự mình đưa tới cửa tìm mắng. Ngươi ít mẹ nó đến trang bức. Bắt nạt kẻ yếu, cùng ta kêu to cái gì? Trình chính hào mắng ngươi ngươi dám đánh trắm thử xem. Tới chỗ ta soát cảm giác tồn tại, ngươi có tin lão tự giống nhau giết chết ngươi hay không? Trương thần đem tính cách bác gái lâm đắng đo gắt gao, bà chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ cứng. Quả nhiên, sau khi trương thần nói ra một phen, Bác gái Lâm sợ tới mức trong lòng run sợ. Chính mình một lão thái bà mang theo tiểu tôn tử, ngoại trừ thân phận chủ nhiệm ủy ban nhân dân, sẽ không có bất kỳ chỗ nào có thể dọa người. Nếu thật sự có người liều mạng với mình, còn chưa đủ để đối phương bóp chết. Nhất thời cô không nói lời nào, sợ chọc giận Trương thần. Tên hỗn đảng này, quả thực là bệnh thần kinh, bệnh thần kinh. Bác gái Lâm cả người phát run, không biết là tức giận hay là sợ hãi, hoặc là đông lạnh hiện tại trước đừng chọc hắn chờ sau này sẽ có cơ hội làm khó dễ hắn trong đầu bác gái lâm nghĩ đến quyền lợi trong tay chuẩn bị dựa vào thân phận ủy ban nhân dân này để làm khó dễ anh ví dụ như sau này nếu phát vật tư sinh hoạt gì đem thứ kém cỏi nhất chia cho hắn hoặc là kéo dài tới cuối cùng chờ một chút loại chuyện này cơ hội có rất nhiều nàng tưởng tượng đến lúc đó trương thần hối hận thậm chí tưởng tượng được trương thần cúi đầu không lưng cầu xin mình ha ha. Ta xem ngươi đến lúc đó còn kiêu ngạo như thế nào. Nghĩ tới đây, bác gái Lâm liền nở nụ cười. Hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, ngươi chờ đó cho ta. Bác gái Lâm buông tha cho trương thần, nhưng không định buông tha những người khác. Tiếp tục yêu cầu người khác ra ngoài quét tuyết, mọi người tuy rằng đối với bác gái Lâm phi thường khinh bỉ, nhưng cân nhắc đến sau này còn tránh không được cùng ủy ban nhân dân giao tiếp, một ít người thành thật chỉ có thể mạo hiểm giá lạnh âm 60 độ ra ngoài quét tuyết. Trương Thần nằm trên sofa, lại không nghĩ tới vừa mắng bác gái Lâm đi, phiền toái lại tới nữa. Đúng là Trình Chính Hào. Trương Thần đoán chừng đối phương là bởi vì mình lấy hắn làm bia đỡ đạn khó chịu, cho nên tới tìm mình phiền toái. Nghĩ đến thù hận kiếp trước, nhìn thấy hắn gọi điện thoại tới, lập tức nheo mắt lại. Trương Thần ngược lại hy vọng thứ không có mắt này có thể tới tìm mình gây phiền toái. Như vậy mới có thể giải quyết đối phương. Dù sao mình ở trong phòng an toàn là không có khả năng đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Trương Thần nhận điện thoại. Thanh Minh đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10, dám đến liền để ngươi lưu lại bạn đang nghe tại truyện chấm audio điện thoại vừa chuyển được bên kia lại là một trận mắng thô bạo truyền đến ở trong nhóm lấy lão tử làm bia đỡ đạn chọc hào ca ta ngươi cái con rùa sống chán rồi chứ ngươi có tin hay không ta mẹ nó giết chết ngươi giống như giết gà con trình chính hào ở hoành điếm cũng coi như là một danh nhân dù sao làm công trình thổ phương có mấy người dễ chọc thủ hạ nghe nói mấy trăm người đi theo hắn lăn lộn án mạng cũng có mấy vụ cho nên nghiệp chủ trong tiểu khu nhìn thấy đều trốn đi, không ai dám chủ động tuyển hắn. Trình chính hào phong cách, chính là ai dám đắc tội hắn, hắn liền muốn phế đi người ta một bàn tay. Thể diện của người trong xã hội phải được nâng lên. Cho nên cho dù trương thần ở trong nhóm chỉ là nhắc tới hắn một câu, hắn vẫn cảm thấy đây là trương thần khiêu khích chính mình. Hù xin lẫn nhau, với nhau. Cùng lão tử trước mặt trang ít, một cái xã hội cặn bã, gọi ngươi ít kêu trương thần trực tiếp mắng ra khỏi miệng, trong lòng một trận thư sướng. Đối với kiếp trước cái này dẫn đầu đại ca, hại chết chính mình hung thủ, trương thần nghẹn một bụng hỏa. Đầu dây bên kia trình chính hào không nghĩ tới trương thần lại dám cãi lại. Hắn tức giận nhảy dựng, giận, giận không kềm được, tiếng mắng càng thêm vang dội. Trương thần lặp đi lặp lại câu nói kia. Ngươi sẽ không chỉ động miệng như phế vật chứ. Dọa ai chứ? Đi ăn cứt đi. Sau khi mắng xong, trương thần liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó kéo đen. Đinh. Kiểm tra đo lường được ký chủ gặp nguy hiểm, thôi diễn công năng mở ra. Trương thần sửng sốt. Chức năng thôi diễn còn có thể dùng như vậy. Chủ động mở ra chức năng hộ chủ. Trương thần kinh hỉ không thôi. Cứ như vậy, về sau gặp nguy hiểm thời điểm, chính mình đều có thể sớm biết trước, do đó tránh đi hoặc là giải quyết hết nguy hiểm đây quả thực là thần kỹ năng a quá sảng khoái suy diễn chức năng mở ra một giây hai giây ba giây cùng lúc đó ở sòng bạc liếc mắt một cái tình cảnh xuất hiện từng đợt ánh sáng vặn vẹo xuất hiện trong mắt trương thần trong đầu xuất hiện cảnh tượng trình chính hào điên cuồng đập cửa lập tức hình ảnh biến mất trương thần hiểu được trình chính hào không nhịn được tìm mình gây phiền toái nghĩ tới đây không khỏi cười lạnh một tiếng đi tới hệ thống giám sát mở camera giám sát ra lúc đó công ty bảo vệ bảo tố xây dựng nhà an toàn cho hắn xung quanh cả tòa nhà đều lắp camera có thể nói chung quanh trăm mét đều ở trong sự giám sát của hắn quả nhiên không bao lâu trình chính hào liền mặc áo lông thật dày tay cầm một con dao dưa hấu khí thế hung hăng chạy tới lúc này nhân viên cộng đồng vừa mới bắt đầu quét tuyết rất nhiều nơi tuyết vẫn còn rất sâu đi lại rất vất vả Trình Chính Hào vừa đi, hai tay đưa lên miệng hà hơi nóng, hiển nhiên là lạnh không nhẹ. Trương Thần thấy đối phương đông lạnh như gấu, nhìn không được cười khúc khích. Mở khu thương mại vũ khí hệ thống ra, quả nhiên hệ liệt súng thật vẫn là giao diện đen trắng, không thể lựa chọn. Xem ra gặp phải nguy hiểm còn chưa đủ a, à, không biết như thế nào mới có thể lấy được gia hỏa thật. Ánh mắt Trương Thần hơi lạnh, có chút đáng tiếc, nếu trên tay có súng thật hắn tuyệt không ngại đem trình chính hào vĩnh viễn lưu lại nơi này rơi vào đường cùng trương thần chỉ có thể lựa chọn nỏ số một loại nỏ tay này là dùng để săn thú cho dù là ba bốn trăm kg lợn rừng bị thứ này bắn trúng hơn hai mươi cm dài nỏ tiễn cũng có thể bắn đối xuyên ngẩng đầu nhìn camera trình chính hào đang ra sức đi về phía cửa nhà mình trương thần nhấp một ngụm rượu vang đỏ vừa huyết sáo vừa lắp nỏ tên kiếp trước khi làm bộ đội đặc chủng cũng từng chơi qua thứ này, tuy rằng không nói bách phát bách trúng, nhưng trong phòng ngoại phòng khoảng cách gần như vậy, bắn cái đầu to bằng dưa hấu, vẫn không thành vấn đề. Trương thần nhìn đối phương sắp đi tới cửa, vì thế cũng đi tới lầu một. Trên cánh cửa an toàn khổng lồ này của hắn có lỗ bắn, trương thần dẫm lên thang, mở lỗ bắn ra. Sau đó đem nỏ tiễn nhắm ngay bên ngoài, góc độ này bên ngoài vừa vặn nhìn không sót thứ gì. Trình chính hào mắng chửi đỉnh đạt đi tới cửa, cầm lấy dao dưa hấu bắt đầu đập cửa, trong miệng hung tận mắng. Trương thần, ngươi mẹ nó cút ra đây cho lão tử, ngươi không phải trâu bò sao? Có gan ra đây, lão tử giết chết ngươi. Không ngừng đập cửa, dùng chân sứ mệnh đạp, Những cánh cửa này so với vách tường còn phía sau, ước chừng có 200mm, cùng xe tăng thép tắm so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên không phải trình chính hào dùng chân có thể đá văng, ngược lại đạp chân hắn đau. Trình Chính Hào mắng chửi đỉnh đạt, lại không biết mình đã sớm bị nỏ tên nhắm chuẩn. Trương Thần nhìn bộ dáng hung ác của Trình Chính Hào, sắc mặt lộ ra một tia trào phúng. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, mũi tên nhắm ngay đầu Trình Chính Hào chậm rãi hạ xuống, nhắm ngay đùi hắn. Trong tận thế này, toàn bộ cộng đồng ngoại trừ chính mình ra, không có mấy người có thể sống sót, hiện tại giết chết hắn, vậy ngược lại là tiện nghi cho hắn cái này không có ý nghĩa không thể để tên khốn này chết sớm như vậy được nghĩ tới đây ngón tay trương thần bóp co hưu một đạo tiếng xé gió vang lên cung tiễn sắc bén trực tiếp bắn ra ngoài đủ để xuyên qua lợn rừng nỏ tiễn không chút phí sức xuyên thấu trình chính hào đùi trình chính hào đang ra sức đạp cửa đột nhiên cảm giác đùi một cổ khác thường cảm giác truyền đến bởi vì trời lạnh nguyên nhân hắn cúi đầu nhìn trong lòng không khỏi run sợ sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngã sắp xuống đất kêu rên. Trong khí hậu âm 60 độ này, bị thương tổn nghiêm trọng như vậy, cái chân này phỏng chừng phải phế đi. Bây giờ còn có bệnh viện mở cửa. Ngay cả thuốc cũng không mua được, rất có thể còn có thể phát sinh nhiễm trùng. Trong hoàn cảnh này, phát sinh nhiễm trùng sẽ chết người. Trình chính hào lúc này thống khổ không chịu nổi, lúc này mới ý thức được, chính mình gặp một cái đáng sợ ngoan nhân chính mình những này lưu manh côn đồ, kỳ thật chính là dựa vào một cổ hung ác sức mạnh, đánh cược chính là những kia người thành thật không dám phản kháng, nếu thật gặp phải loại này cầm nỏ tiếng âm thầm bắn người gia hỏa, trong lòng bọn hắn cũng phi thường sợ hãi. Hắn thậm chí cũng không biết cắt là từ đâu bắn ra, sợ tới mức trình chính hào quần đều nước tiểu ước. Thật sự kéo một chân vừa lăn vừa bò chạy, trên mặt tuyết ngoài cửa lưu lại một vết máu thật dài, có vẻ chói mắt như vậy sau khi trình chính hào chạy về nhà mồ hôi lạnh chảy ròng vết máu trên đùi đã sớm đông cứng lúc này trái tim của hắn so với nhiệt độ bên ngoài càng lạnh hơn đối phương vừa rồi không chút do dự ra tay để cho hắn cảm giác được sát ý trần trụi này xã hội hiện đại người dám dùng nỏ tay không một ai là thiện lương trình chính hào nhìn đùi mình đã hoàn toàn bị xuyên qua bất quá dưới nhiệt độ thấp này cảm giác đau cũng không mãnh liệt lắm nhưng Trình Chính Hào cũng không cảm thấy may mắn, ngược lại sởn gai ốc. Đối phương không bắn chết mình, là bắn không trúng sao? Rõ ràng không phải. Lý do chỉ bắn vào đùi là gì? Đơn giản chính là không để cho mình chết nhanh như vậy. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.